tiếp tục với các thông tin liên quan đến giáo dục bộ giáo dục và đào tạo đã vừa có trả lời kiến nghị của công dân tại cổng dịch vụ công quốc gia về các vấn đề có liên quan đến học phí làm thu và thủ tục hành chính được biết đề xuất các trường không tăng học phí đã được bộ chấp thuận Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo quán triệt các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện các ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xem xét giữ ổn định mức học phí năm học 2021-2022, không tăng so với năm học 2020-2021, đồng thời cũng chích một phần nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Bộ cũng nhấn mạnh hạn chế tối đa phát sinh các khoản ngoại học phí như phí tài liệu và cần có chính sách miễn giảm gia hạn nộp đối với các khoản thu đã quy định và tiếp tục thực hiện mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập do nhà nước quy định trong năm học 2020-2021. Quy định này áp dụng đối với tất cả các cơ sở giáo dục bao gồm công lập, dân lập và tư thục.